ngay ở những tháng đầu năm này, độ ẩm cao, tuy nhiên lượng mưa lại thấp hơn rõ rệt so với những năm trước, làm ảnh hưởng không nhỏ tới quy trình sản xuất người làm chè, đặc biệt là đối với những mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Để đối phó với biến đổi khí hậu, hợp tác xã này đã thực hiện hình thức tưới tiết kiệm dựa trên việc đo độ ẩm của đất, cùng với đó việc canh tác theo quy trình hữu cơ để đất không bị thoái hóa, tích ẩm, giữ nước ngầm về lâu về dài. Trên đồi bà con vẫn trồng những cái cây để làm rừng để giữ ẩm chống xói mòn cho đất đặc biệt là chè cây cốc thì nó lại là trên cái đồi đất dốc cái thứ hai nữa là cái tưới thì ba năm trở lại đây thì chúng tôi dùng hệ thống tưới van xoay để tiết kiệm à, nước cái cái nguồn nước ngầm nó cũng cũng rút đi rất là nhiều còn đối với ông Kiều Thượng Chất xã Phú Thượng huyện Võ Nhai trước đây chỉ tập trung vào vụ chính thì nay cũng chuyển toàn bộ diện tích sang thâm canh giải vụ tưới nhỏ giọt cùng với việc bọc quả để đối phó với các loại sâu bệnh hại đã ngày càng thích nghi với thuốc bảo vệ thực vật. Với cách làm này, cây na không chỉ ra quả làm nhiều đợt mà còn cho năng suất cao hơn hẳn với sản lượng lên tới hơn 7 tấn mỗi năm, cao hơn gần 20% so với trước. Cái vụ mùa chính ở đầu cảnh ấy, chúng tôi để khoảng 10 kg một cây, nhưng vụ này chúng tôi chỉ để 7 đến 8 kg thôi nhưng mà cuối cùng là bán đắt hơn thành ra hai vụ là thu nhập tương đương nhau. Thế trong đó công sức chăm sóc và phân bón thì không tốn bằng hai vụ không nhiều bằng hai vụ. Như ở công trình phục vụ thủy lợi dân sinh này, những năm gần đây lượng nước về hồ giảm làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của bà con. Một trong những biện pháp để khắc phục là tìm nguồn nước thay thế và tối ưu hóa quy trình vận hành. À, người dân địa phương và những cái đơn vị vận hành hồ như là hồ thủy lợi này cho biết là những cái tác động của biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến khối lượng nước cũng như là chất lượng nước đổ về hồ à trong thời gian qua chính vì vậy những cái đơn vị vận hành cũng như người dân cũng phải tìm cách thích ứng với những cái hoạt động để mà không ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống sản xuất cũng như là sinh hoạt của chính mình biến đổi khí hậu thì là tình trạng chung rồi thì là cũng sẽ có ảnh hưởng không nhiều thì ít đến các cái công trình nhất là những công trình tự chảy thì bên đơn vị quản lý vận hành cũng đã có những rất nhiều những biện pháp để để vừa được vừa đảm bảo nước cấp cho người dân mà vừa đảm bảo được cái chất lượng nước cho người dân thì là cũng đã tiến hành làm là bổ sung thêm nguồn để bổ sung thêm lưu lượng nước sử dụng cho bà con trong cái giai đoạn vừa rồi. Theo nghiên cứu mới đây, biến đổi khí hậu dự kiến làm giảm khoảng 12% diện tích sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía Bắc. Biến đổi khí hậu không chỉ làm ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp mà còn liên quan tới cả năng suất nông nghiệp Kịch bản biến đổi khí hậu trung bình dự báo sản lượng lúa xuân có thể giảm gần 720 kg một hecta vào năm 2050. Trong khi các giải pháp căn cơ vẫn còn chờ hoạch định, thì người nông dân và các đơn vị vẫn cần sự chủ động để trước mắt đảm bảo đời sống cho chính mình trong điều kiện sản xuất vẫn còn bị thu hẹp và ngày càng khó khăn.